Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2022, sáng nay Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đã đến thăm Hội truyền giáo cơ đốc Việt Nam và Hội thánh tin lành thành phố Đà Nẵng. Cùng đi có trưởng Ban dân vận Thành ủy Lê Văn Trung và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến cùng đại diện các sở ban ngành liên quan. Tại các nơi đến thăm, phó bí thư thường trực thành ủy lương nguyễn minh triết gửi lời chúc tốt đẹp đến các vị mục sư tín hữu đồng bào công giáo chúc một mùa giáng sinh an lành và đón nhận nhiều hồng ân thiên chúa Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong năm 2022, đồng thời khẳng định đóng góp vào thành tựu chung của Đà Nẵng có vai trò của các tín hữu đồng bào công giáo. Đặc biệt trong thời gian xảy ra dịch Covid-19, đồng bào công giáo đã phối hợp cùng chính quyền chung tay cùng người dân thành phố chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Bên cạnh đó, đồng bào công giáo cũng đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động từ thiện nhân đạo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội phó bí thư thường trực thành ủy cũng bày tỏ mong muốn các vị mục sư tín hữu đồng bào công giáo tiếp tục phát huy tinh thần kính chúa yêu nước tham gia các cuộc vận động do mặt trận phát động tích cực hỗ trợ các đối tượng yêu thế trong cộng đồng xã hội qua đó góp phần thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc đại diện các tổ chức tôn giáo bày tỏ niềm hân hạnh trước sự quan tâm của lãnh đạo thành phố nhân dịp lễ giáng sinh đồng thời khẳng định sẽ tuyên truyền vận động tín hữu công giáo tiếp tục nêu cao tinh thần sống tốt đời đẹp đạo tổ chức các hoạt động tôn giáo theo đúng hiến pháp pháp luật chung tay cùng người dân thành phố xây dựng đà nẵng ngày càng văn minh hiện đại